Xin mến chào, trường sinh bất tử là mơ ước từ rất lâu của tất cả chúng ta. Từ thời cổ đại, con người đã tìm kiếm sự bất tử. Nhiều vị pharaoh của Ai Cập hay vua chúa của Trung Quốc đã sử dụng nhiều loại thuốc trường sinh nhằm kéo dài tuổi thọ. Hiện nay, người ta vẫn nghiên cứu và cung cấp nhiều dịch vụ kéo dài sự sống, thậm chí cả dịch vụ cho sự hồi sinh của con người sau khi chết hàng vài chục năm. Có các biện pháp phổ biến đang được áp dụng nhằm ngáng chân thần chết như sau. Đầu tiên là thay đổi gen. Vì tế bào trong cơ thể con người chỉ có thể phân chia tối đa là 50 lần, mỗi lần phân chia đều được tế bào ghi nhớ. Các nhà khoa học đã thử làm đông lạnh một tế bào đã phân chia tới 20 lần. Sau một thời gian tái tạo lại, nó chỉ phân chia thêm 30 lần nữa rồi chết. Người ta đang nghiên cứu cách để có thể trẻ hóa lại tế bào về thời điểm như tế bào vừa mới sinh ra. Giống như chúng ta cho một viên bi lăn từ điểm A tới điểm B, cứ lăn được một nửa đường lại nhặt nó về vạch xuất phát, làm cho nó lăn liên tục mà không bao giờ về đích. Nghĩa là tế bào cũng thế, cứ gần già lại làm mới, dẫn đến khả năng trường sinh bất tử là có thể xảy ra. Có cách thứ hai, đó là thay máu. Các nhà khoa học cho rằng truyền máu của người trẻ sẽ giúp chậm quá trình lão hóa, làm trẻ hóa các cơ quan nội tạng. Mỗi lần truyền máu thì chi phí lên tới hàng nghìn đô la trên một lít máu. Liệu trình sẽ tiến hành hàng năm trời và sẽ tốn hàng trăm nghìn đô. Cách này không giúp con người bất tử, nhưng cũng là biện pháp khả quan để có thể kéo dài tuổi thọ. Biện pháp thứ ba đang được nhiều người quan tâm, đó là bảo quản xác chết chờ hồi sinh trong tương lai. Thực tế cho thấy rằng có những người chết vì bệnh tật cách đây 50 năm sẽ không chết nếu như sống vào thời điểm hiện nay. Do đó, họ bảo quản người bệnh thực tế là những người vừa mới chết ở nhiệt độ âm 196 độ C bằng nitơ hóa lỏng, với hy vọng sẽ tái sinh họ trong tương lai khoảng 50 năm tới, khi khoa học phát triển, y học phát triển hơn sẽ hồi sinh để chữa trị. Đó là công việc đang tiến hành của tổ chức ACOG có trụ sở tại Mỹ. Dịch vụ này thì có giá 80.000 đô để bảo quản não và 200.000 đô để bảo quản cả cơ thể sau khi đã chết lâm sàng. Chi phí bảo dưỡng hàng năm là 770 đô. Người đầu tiên được bảo quản là từ năm 1976. Hiện nay đã có hàng trăm người đăng ký sử dụng dịch vụ và chờ hồi sinh. Người trẻ nhất đã được đông lạnh, đó là một bé gái 2 tuổi, người Thái Lan. Đóng băng cơ thể đã thực hiện cho nhiều người, nhưng việc hồi sinh thì sao? Các nhà khoa học hiện nay khẳng định ở thời điểm này, cơ hội để hồi sinh lại là bằng không. Đặc biệt là hồi sinh bộ não lại càng khó hơn, vì trong quá trình giã băng, các tế bào, các cơ quan nội tạng đều bị tổn thương. Giống như việc chúng ta dán trứng rồi lại làm cho quả trứng trở lại như lúc con gà mới đẻ vậy. Điều này là không thể. Chúng ta vẫn đang nghiên cứu, khoa học, công nghệ vẫn luôn phát triển hiện đại lên từng giây, từng ngày. Niềm hy vọng chính là động lực để con người lao động và luôn sáng tạo. Tương lai đang còn chờ phía trước. Còn hiện tại, mọi thứ vẫn theo quy luật của tự nhiên, nghĩa là sinh lão, bệnh tử, thần chết vẫn luôn thắng. Chúng ta chỉ có cách duy nhất là nuôi dưỡng thể chất và tinh thần của chúng ta trong một môi trường lý tưởng để giúp kéo dài hơn tuổi thọ. Cuối cùng, chúc các bạn luôn khỏe mạnh và ngày càng nạp thêm nhiều kiến thức thú vị hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video.